community growth. And I just, so that was why I did this proposal. You know, I wanted to make sure that for East Asia and as well as Latin America, that they got the same attention that Africa was getting. You know, Africa was kind of like the first step in our thoughts, because, you know, that's Charles Hoskinson's roadmap. You know, we go to Africa and blah, 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 blah. They, you know, they're a good candidate for that. But, you know, I it's true for everybody. That's why I was doing what I'm doing. Yes. Yes. Thank you very much for your sharing. So I now will translate. Okay. Yes. So I would be very much appreciated if you could please break it smaller next time. Oh, I'm so sorry. I wasn't really sure. Yes. Yeah. Okay. So so I will translate now. Anh Steve chia sẻ là anh đã có tham gia vào dự án Catalyst cũng hơn một năm rồi, và anh có quen được vài người bạn ở châu Phi và rất là may mắn có thể viết cho những cái dự án cho cô Mercy. Anh cũng là một trong những người có viết dự án cho cô Mercy mà mình đã gặp mặt vào tuần trước. Thì anh thấy là những cái stake pool, những cái bể đào thì đa số là đều tập trung vào ở Bắc Mỹ, ở Nam, ở châu Mỹ và ở châu Âu, cho nên là anh cảm thấy châu Á cũng là một cái nơi rất là tiềm năng để mà họ có những cái cơ hội giống như là ở châu Mỹ và ở châu Âu. Cho nên là hiện tại anh đang viết một cái dự án cho cái cho phía đông của mình, cho một cái dự án để cho người Việt Nam, người châu Á có thể tiếp cận tốt hơn đến với dự án này. Thì để giống như là khi mà Charles Hoskinson đã chọn châu Phi là một nơi để mà phát triển đầu tiên, thì sau đó có thể là châu Á sẽ là nơi phát triển tiếp theo. Yeah, và đó là lý do mà anh ở đây và anh làm những việc ngày hôm nay. Yes, okay. Yes. So I forgot to introduce that my name is Mi and I will be the translator for you today for the Vietnamese breakout room. Yes. So there will be Tim, but he's got some technical problems, so he will be absent for a while. Yes, and okay. I really want to they want to know about your present proposal about the Southeast Asia. Yes, and also they want to know how to be a CA. So, so they okay. are in the very initial step to Catalyst, and like they know very little. Just many weeks ago, they know about Catalyst, and people are applying many proposal on idea scale, but just some initial step, and maybe they will grow in the future. So they want to know more about your experience. You can share your screen if you want to. Okay. I was hoping it might be possible to show something, but it's not available yet on idea scale. So what should I talk about first? What do you think? I think that you should share about your present proposal. Yes. Okay. So. Or your experience writing a proposal. Your proposal, The East Asia proposal is, I think, a very small amount of money. I was very surprised in that meeting that I was in with you the other day, where they felt like $500,000 was too much money. You know, I was just very surprised at that. There's so many countries in East Asia, you know, and there's a big community on that side. So my ideas for the proposal, you know, what you know, like if the community approves the East Asia challenge setting, right? So that in Fund 7 there's $500,000. There are so many things that are possible. And I really think probably should be done, particularly for for the Vietnam group. You know, like you already have a pretty big community.
And there's things that you can do, you know, like has the Vietnamese community done hackathons? Let me ask. Hi team, are you there? Hi me. Yes, I'm here. Oh yes, Steve asked if Vietnamese has done hackathon. Maybe you should ask the group, but we're starting a hackathon, but we haven't, it's not active yet. Okay. So I will ask the group. Maybe Doug Tiger knows. Yes. Doug Tiger? Yes. Steve hỏi mọi người là cộng đồng Việt Nam mình đã có làm mà hoàn thành hackathon chưa? Có anh chị nào biết không ạ? Anh Đức, anh có thể trả lời không ạ? Oh, he said he does know about that. Okay. Yes. So these are the kinds of things, you know, besides, you know, whatever developers you have in the community, and specific, you know, needing funding for specific building, specific applications, and just general community outreach and education. I mean, this is in Africa, you know, like the proposals are focused on, you know, infrastructure because they don't have good electricity and they don't have good internet. And I know that from talking to Tim, that may not be such a problem for Vietnam, but there are lots of applications that will could speak to the Vietnamese community, and we in the Catalyst community feel like, you know, we want to help, you know, by funding the work for that. And so, you know, like writing proposals or writing applications, building applications, as well as, you know, broader community outreach, you know, because in a few years, the possibilities for smaller communities to build value and wealth through the Cardano protocol will be very, very easy. And this is what Catalyst is for, is to kind of help provide the funding for that process to happen, you know, in more localized areas. Steve, thanks so much for stopping by. A lot of us started as CAs, and a lot of our people here are also interested in starting and becoming a CA. Mm-hmm. Do you know anybody who's done, did you start as a CA as well? Or? Yes, I did. Yes, I did. Can you kind of describe, and I know Mija needs, we need to pause about every like 30 seconds to let me translate, because the audience here is mostly Vietnamese speaking. Mm-hmm. But could you go over the journey of becoming a CA, what happened after you registered, what a CA involves, how much time, what were the rewards as far as, you know, the personal rewards for being a CA? Mija, you. Yes, I will. Whenever you. Okay, yes. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu lại những lời Steve đã nói lúc nãy. Thì Steve nói là cái dự án hiện tại của Steve là làm về giống như là phát triển Cardano, phát triển Đông Nam, phát triển Châu Á, phát triển vùng phía Đông, gọi là nếu mà cộng đồng chấp nhận được cái dự án đó thì nó sẽ cái
cái quỹ của Steve thật ra đưa ra nó cũng có con số, nó cũng không có nhiều, đó là 500.000 đô la Mỹ, nhưng mà ở vùng châu Á thì có rất nhiều quốc gia và có thể là nó sẽ không đủ, nhưng mà nó sẽ là một cái bước khởi đầu cho những cái dự án phía sau. Và thì giống như là ở ở châu Phi thì họ tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, thì ở Việt Nam thì Steve nói là sẽ có rất là nhiều tiềm năng để mà mình có thể xây dựng những cái cộng đồng nhỏ, và sau đó mình nộp những cái dự án thì sẽ có rất là nhiều cộng đồng nhỏ trong trong cái quốc gia của mình, thì nộp vào thì nó sẽ dễ hơn, và sẽ có rất nhiều thứ có thể làm ở Việt Nam, thì sau này chúng ta sẽ cùng biết như thế nào, tại vì đây cũng chỉ là sự bắt đầu, sự khởi đầu mới thôi. Và sau đây Steve là xuất thân là từ một CA, có nghĩa là khi bắt đầu tham gia vào cộng đồng Catalyst là một người cố vấn cộng đồng, và sau đó anh đã phát triển từ từ và bây giờ đã trở thành một cái người viết dự án. Thì sau đây Steve sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình về cái hành trình viết dự án, hành trình làm cố vấn cộng đồng của anh. Okay, yes, Steve, please, you can share your CA journey now. Và các anh chị có câu hỏi nào cho Steve mình cứ để vào phần chat á, thì xong phần chia sẻ thì mình sẽ tham gia hỏi đáp. Có câu hỏi nào mình cứ để vào phần chat. Yeah, go ahead, Steve. I think he's taking some time to. Oh, you unmute yourself. I've never shared a screen before. I'm looking for the right sequence to do this. Hi team, this is allowed to share the screen. Oh yes, that's great. Okay, now let me see. I think my preferences are preventing me from sharing my screen. Okay, I'm not going to do that. there's a point in the funding round, right? As a fund, you know, like we just started the fund six. And so when you go to idea scale, there is a point in the next week or two when there will be a red dot, a little red dot by the house, the icon for the house at the top of the idea scale page. And then what you need, then what that is saying, that red dot is saying, here's some questions for you to answer, right? And when you answer these questions, then you can become a CA. And really it's very simple, but it's very subtle also. but that's how you become the CA, is how you answer those questions about. And the questions are, do you have a proposal? You know, I can't remember, because see, once you're a CA, you're always a CA. So it's like I haven't had to do it since long time ago, you know, since January. Okay. I know there's a group, like, did they give you an education that they kind of provide an education, like what you do as a CA and describe? No. I was one of the first. I was one of the first. So we kind of taught each other, you know, and there wasn't really much instruction involved. And we, you know, over this year, we have learned, you know, what the questions that people have. And so we're
trying to be better at that. I was not thinking about you guys asking me about being a CA. So I'm sorry. This is kind of impromptu or just spontaneous. Yeah, no. Okay. So yeah, that wasn't the required topic of the day. That wasn't the topic. We just want to, I just wanted to ask on behalf of the community who's like a lot have asked us a lot of questions. Yes, sure. So it can take a lot of time. Being a CA takes a lot of work. Because you have to think about it, you have to think about a proposal, and there's three criteria, and the impact that the proposal may have for the Cardano ecosystem, the feasibility, which is whether or not the proposal is a good idea or not, and mm-hmm. And the third one, I can't remember if it's easy to track whether or not the proposal would be accountable, the auditability, if you know what I mean. Those are the three areas that the CA is thinking about when they make the assessments. And it's very important that you share your thoughts, that you write them out, because there's a star rating. You can give a proposal 1, 2, 3, 4, or 5 stars, and 5 stars is really great and 1 star is really bad. And many, many new CAs will just give the star rating and they do not actually write out a real assessment. And and then it does not count. You must write out your thoughts about a proposal, or else it won't matter. Yes. Oh yeah, big fact. Me. Yes, I will translate it. Yeah. Okay. Yes. Okay. So thì Steve nói là mình bắt đầu phân tích, và khi mà mình vào trong ID scale á thì sẽ có một cái giống như thông báo màu đỏ ở trên cái biểu tượng hình ngôi nhà trên trang IdeaScale. Và khi mà mình click vào đó thì nó sẽ có vài câu hỏi, và nếu mà mình trả lời những câu hỏi đó ok xong thì mình sẽ trở thành CA. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà em sẽ hỏi thêm Steve là mình có cần phải đăng ký gì trước hay không ha. Và nó sẽ hỏi mình những câu hỏi như là bạn đã có viết dự án chưa, và sau đó team đã hỏi về một cái nhóm ở trên Telegram, là nếu mà mình tham gia vào nhóm đó thì người ta sẽ có hướng dẫn mình, để mà mình người ta sẽ có những hướng dẫn cụ thể để cho mình trở thành một cái người CA là như thế nào không. Thì Steve nói là thật ra là nó cũng không có nhiều luật lệ hay là không có nhiều hướng dẫn lắm đâu, thì mình chỉ cần vào đó xem mọi người làm gì thì mình thật ra là mình có thể, nếu mà đã là CA thì mình có thể bắt đầu đánh giá những cái dự án trên IdeaScale rồi. Và nếu mà muốn làm một cái CA thì nó sẽ tốn rất là nhiều công sức, rất là nhiều công việc phải làm, vì mình phải thực sự nghĩ về nó, mình phải thực sự hiểu về nó. Nó sẽ có ba cái yếu tố để mà ảnh hưởng đến cái công việc của mình. Đó là đầu tiên mình sẽ xem coi cái dự án đó nó ảnh hưởng như thế nào đến Cardano, ảnh hưởng thế nào đến cộng đồng. Cái thứ hai là nó có khả thi hay không, nó có thực thi được hay không, những cái miêu tả của nó đề ra có hiện thực hay không, thể thành hiện thực hay không. Thứ ba là nó có dễ dàng để mà mình theo dõi hay không, để mà tại vì sẽ có một cái nhóm là nhóm giống như đo lường. Cái nhóm đo lường đó thì không, mình phải coi là cái dự án của mình nó có cái dự án đó nó có dễ theo dõi hay không. Tại vì sẽ có thể có nhiều người khi mà người ta đã nhận được cái số tiền rồi thì người ta lại biến mất luôn, người ta không có thực hiện cái dự án đó. Và quan trọng là bạn phải chia sẻ những cái suy nghĩ của mình ở phía cái phần comment đó, tại vì có nhiều CA mới thì họ chỉ vào đánh giá sao thôi, tại vì sẽ có đánh giá sao từ 1 sao cho đến 5 sao. Thì nhiều người chỉ đi vào đưa sao thôi và không có chia sẻ gì hết, nhưng mà những cái chia sẻ đó của mình thì nó rất là quan trọng. Ok. Yes, so
Yes, I just finished, and I just want to ask if you said that there was a red button, red point in the house icon on ID scale, and do you have to register in advance anything, or it just pop up after? No, when you register in Project Catalyst on Idea Scale, you know, like you have to give them a wallet address, you know, and that's for the rewards for just for voting, right? You get, it's not much money, you know, it's very little. But you get a reward for voting. And so when you register on Idea Scale, that's you've already done that part. And then when that red dot shows up on the house to ask you questions, how, you know, if you said, depending on how you answer, that makes you a CA. It doesn't. And then other things will change then when it comes to that week in the funding round when assessments are being made. There'll be other things that you see on each the page for each proposal will look a little bit different for the people who are CAs. And that kind of tells you, you know, how to start that process. You know, I'm doing this terribly. I mean, like, I'm really, I think I can come back and I can get some help this week and get some screens that I can share, you know, some picture, I'll make some pictures of some screens and so that I can show everybody what it actually looked like. Because it's kind of, it is weird. It's kind of weird. You have to, I kind of stumbled my way through it too. Tim, please unmute yourself, Tim. Yes, no, I'm saying, well, thanks for being a last minute stand-in. I guess that's a consequence. We didn't actually inform you what we were talking about. So appreciate for your. Sure. This whole week has gone by really fast. The whole week has been very fast. So much so. Are there other questions I could talk about? I mean, you could tell them that I will talk about CA again. So you worked in with WADA, right? Yes. So I got. Can you talk about how successful the project was and how it expanded and some of the challenges and how you overcame them? Go ahead and translate me. Okay. Thì Steve đã chia sẻ là để mà khi mà mình đã đăng ký vào trên trang ID Scale thì mình sẽ để cái địa chỉ ví của mình vào đó và khi mà hết cái vòng mà nộp dự án thì nó sẽ xuất hiện một cái thông báo cho những cái câu hỏi lúc nãy em vừa đề cập tới, thì nếu mà mình trả lời những câu hỏi đó và dựa vào cái sự trả lời của mình, cái năng lực trả lời của mình như thế nào, thì người ta sẽ xem xét để mình trở thành CA. Và sau cái vòng mà đánh giá đó thì trong cái vòng đánh giá thì cái trang màn hình của CA nó sẽ khác biệt so với những cái người bình thường, và nó sẽ hướng dẫn cho mình làm như thế nào. Thì Steve sẽ nói là sẽ quay lại vào tuần sau với một cái chia sẻ cụ thể hơn, với có hình ảnh và có clip, tại vì Steve hôm nay thì không có chuẩn bị kịp để chia sẻ với mọi người, thì mong mọi người thông cảm, cho nên là Steve sẽ chia sẻ nhiều hơn về CA vào tuần sau. Và bây giờ nếu mà mình có những câu hỏi gì cho Steve về những cái dự án thì mình có thể hỏi Steve và Steve có thể trả lời. Yes. Okay. I got to know Mercy during Fund 2. You know, Fund 2 started in September last year, and I think it was only supposed to be like 8 weeks. You know, it was supposed to be over with and at the end of October or early November. And the voting application for the phone was very, very difficult to get ready. And so the actual voting process did not even start until December. And so while everybody was waiting for voting, you know, it was a great time for
for me to get to know everybody. And Mercy and I became really good friends. Probably by December, we were really, really pretty close. And she, her proposal in Fund 2 did not win funding. And she was very, very depressed, very sad. And we talked a lot then. And I was upset too, you know, because to me, the WADA proposal was like the one of the best proposal about Africa that, and I thought that she had done a really good job. And so that was how I started to be friends then. You know, do you want to translate that? Yes. Thì để thông tin thêm là Steve đã làm bạn với cô Mercy ở WADA từ rất là lâu rồi, từ hồi phân số 2, từ hồi quỹ số 2. Và hai người đã viết một cái dự án chung cho quỹ số 2 vào cái thời gian đó. Thì lúc đầu thì nó rất là khá là khó khăn và mọi người phải đợi rất là lâu để mà có thể vote. Thì sau đó thì cái quỹ lần đó thì không được tài trợ. Và cô Mercy và anh cũng rất là thất vọng và buồn, bởi vì đó là một cái dự án mà họ cảm thấy rất là tâm đắc về châu Phi. Nhưng mà sau đó thì mọi người cũng đã trở thành bạn rất là tốt của nhau và cũng đã vực dậy và tạo thành một cái team để mà có thể viết dự án đến bây giờ. Yes. Okay. Okay. And then in Fund 3, there was, for the first time, was the challenge setting proposals, where in Fund 3 you could make a proposal to create a category for Fund 5. And that was how I met Greg Bell, because his suggestion was to create a category, Grow Africa, Grow Cardano. And so, I mean, as soon as he put that up, I was like, oh, that's brilliant, you know? And so like I probably wrote like 300 words. And I said, you know, I think that we should make proposals about this and about that, you know, and most of my ideas were about infrastructure and education. And everybody loved that. And they loved what I wrote so much. I was surprised. I thought it was kind of the obvious idea. But because I did that, then, and that was, I think, I'm not sure, we could ask Greg, but I don't think that Greg had thought about that so much, you know, like what kind of proposals. He just thought that Africans should be able to make proposals. And so when I wrote that, he asked me to, or he just made me a co-proposer for that Grow Africa, Grow Cardano. And that was actually when Mercy asked me to be a part of the WADA team. Well, not just Mercy, but the team asked me to be a part of WADA. Hmm. Yes. Want to translate? Yes, okay. Và lúc mà sau cái quỹ số 2 thì lúc mà quỹ số 3 thì Cardano đã cho những cái người dùng, những người viết dự án có thể đề xuất một cái thử thách. Gọi là hiện tại thì có nhiều cái challenge đó, có khoảng mười mấy cái challenge, nhưng mà cái challenge đó là tự mình có thể đề xuất được. Cho nên là lúc đó là quỹ số 3 đã bắt đầu cho người dùng có thể đề xuất những cái challenge lên để challenge từ quỹ 3, nhưng mà sẽ được áp dụng cho quỹ số 5. Và lúc đó thì anh cùng với Mercy và cùng một người nữa là Greg Bell, cũng là một thành viên trong nhóm ETH, là nhóm phòng họp ở phía đông á, là cũng là một người chủ trì, thì đã thành lập nên cái challenge là Grow Cardano, Grow Africa, là phát triển châu Phi, phát triển Cardano. Là cái bây giờ mọi người lên ID Scale, mọi người có thể thấy được cái challenge đó ở bên tay phải đó, có những cái trước khi mọi người đăng nhập viết dự án thì mọi người phải chọn một cái box nào đó, chọn một cái đó gọi là những cái hạng mục, đúng rồi, chọn những cái hạng mục để mà mình có thể đưa cái dự án của mình vào. Thì có dự án là Grow Cardano, Grow Africa, và lúc đó thì Steve đã viết rất là nhiều, có rất là nhiều cái ý tưởng và có viết rất là nhiều luôn cho cái hạng mục đó, và đa số là viết về cơ sở hạ tầng và giáo dục
Và sau này họ đã lập một team để mà cùng vừa có thể viết dự án, vừa có thể đưa ra những cái hạng mục mới cho cái dự án Catalyst. Okay. So Steve, well, we actually, as you know, submitted a Grow Asia, Grow Cardano. Do you have any idea what we can expect as far as, how did that work for you? After you created that fund, how did it actually help people in Africa create proposals? I think in Africa, like in most of the world, I mean, it's even true in the United States or Europe, you know, very few people know about blockchain. And even smaller number of people know about Cardano. And when, you know, if you say Cardano is crypto, then they say, oh, Bitcoin. And Cardano is not Bitcoin, right? You know, it's very much like Charles says, you know, it's third generation, Bitcoin is first generation. And so what does that mean? You know, what makes that special or new or different from Bitcoin is a lot of things, right? There is a lot of concepts, you know, some conceptual thinking that has to shift for people to understand what this technology offers, you know, for possibilities. And so when you ask that question, what does it do? It provided the opportunity for people to get paid to teach about the technology. And that's probably the first step, I think, in bringing blockchain to any and Cardano to any community. Okay. Well, this has been a very informative, and I thank you for stopping by. Sure. And I'm glad to do it. Looking forward to talk again. So welcome anytime. Okay. Thank you. So Steve, you will come back next week, right? Sure. Absolutely. Thank you so much. So now I'm going to ask if anyone has any questions for you. All right? Yes. Okay. Thank you. Sure. Mọi người ơi, hiện tại mình có câu hỏi nào cho anh Steve không ạ? Mình cứ thoải mái đặt câu hỏi nha. Hãy cho em một câu hỏi. Cũng được. Mọi người có muốn hỏi gì không? Có thể là phân xích đã xong rồi, nhưng mà phân 7, phân 8, phân 9 sắp tới thì mọi người có cái thắc mắc gì không? Ok. Ok. So, nếu mà mọi người không có thắc mắc gì thì chúng ta sẽ tạm biệt Steve và sẽ gặp lại Steve vào tuần sau. Thì vào tuần sau Steve sẽ nói rõ hơn về cái công việc CA. Và yes, okay. Yeah, so it seems like they don't have any questions at the moment. Yes. Sure. Okay. Yeah. So thank you very much for stopping by. Thank you for your time. We are very much appreciated. And next time I will be sure that I will make a big poster of you. That's what attract more people to come. And yeah, okay. Yes. That would be funny. That would be very funny. Okay. And Tim, and maybe, you know, maybe they can think about some questions, you know, if like and I will try to do better. I will be a little bit more prepared and see if I can get some information that I can share on the screen for them. I appreciate getting to talk to you all. I've enjoyed getting to know Tim, and I'm enjoying getting to know you, Mi. I really appreciate your personality as you do this. I know that translation is very difficult. Yes, thank you so much. Okay. All right. Have a good day. Have a good day. Okay. So, bye. Thanks again. Bye. Thanks for stopping by. Okay. Yes.
So I asked Mr. Ding to present his proposal, and thus we could have some further discussion. Yes? Okay. Yes. Okay, chào anh Tiến. Lúc nãy giờ không nghe anh nói gì hết, em sợ khách mời giận. Em sợ khách mời sẽ bị giận á, tại vì giờ không có ai tương tác gì hết. Ok. Anh cũng như thế à? Bị hỏi vài câu mà thì nó dành câu hỏi cho mọi người, không ai hỏi gì. Thôi, next time. Cảm ơn em. Thank you. Team. Xin chào cả nhà. Thực ra thì hôm nay mình có nói rằng là mình trình bày hai cái proposal mà bọn mình có. Tim, I believe you can you can understand pyramid, right? A little bit, yeah. I can, oh, okay. Yeah. Okay. Thật ra thì hai cái dự án này nó cũng không có gì to tát cả. Chi tiết thì Linh thì có lẽ ở bên trên trong nhóm chat rồi. Cái dự án đầu tiên mà mình định làm là cái dự án nói về chuyển đổi ngôn ngữ cho cái ví Euroi. Như anh chị em đã biết là cái ví Euroi là một thành phần rất là quan trọng trong cái hệ sinh thái của Cardano. Thì nếu như mình để tiếng Anh không ấy, thì với kinh nghiệm của mình, với cái cộng đồng mà mình biết ấy, rất nhiều anh chị em mà họ không phải là người biết tiếng Anh ấy, thì họ thao tác rất hay bị nhầm. Và đôi khi thì họ thao tác họ không tự tin để họ thao tác. Nhiều người họ ngại, nhìn thì họ ngại đấy thôi, nhưng họ nhìn thấy anh họ ngại và họ không thành một cái rào cản, cái ngại nó thành một cái rào cản khiến họ tương tác sâu hơn với hệ sinh thái của Cardano. Chính vì thế mình mới nảy sinh cũng như là với một số anh chị em khác thì muốn là chuyển đổi cái đó thêm một cái phần ngôn ngữ phần tiếng Việt để cho người dùng Việt Nam mình gần gũi hơn và dễ tiếp cận hơn. Thì mình nghĩ rằng là cái việc đó ấy thì nó có rất nhiều ích lợi. Một là tránh sai sót cho người dùng, tránh cái sai sót thường có cho người dùng. Hai nữa là người dùng sẽ thấy nó gần gũi hơn rất nhiều và họ tự tin hơn trong cái việc họ thao tác với lại cái ví Euroi. Đó, thì cái dự án đó thì bọn mình định làm trong vòng khoảng 2 tháng. Cái dự án thứ hai nữa là bọn mình định làm lại một cái dịch toàn bộ cái những cái video có sẵn trên Udemy, trên YouTube của IOSK họ có cung cấp và một số cái tài liệu trên trang của Cardano về dạy về lập trình smart contract sang tiếng Việt và bố trí nó thành những cái giáo trình theo từng khóa Thêm vào đó thì bọn mình sẽ thêm vào những cái ví dụ nó thực tiễn hơn, nó mang lại những cái nó giải quyết những cái bài toán cụ thể cho hàng ngày. Thì nghĩ rằng là cái việc dịch đó ấy, nó cũng sẽ giúp cho người dùng những anh chị em ấy, sẽ bớt cái rào cản về ngôn ngữ. Cái thứ hai nữa là với những anh chị em không chuyên về lập trình thì họ có thể biết rằng là họ phải làm cái gì. Chúng ta biết là với Cardano thì có một cái ngôn ngữ rất tiện dùng cho người dùng giải quyết những bài toán rất căn bản như Merlot chẳng hạn, thì nó rất là tiện dùng và giải quyết những bài toán nó rất là đơn giản thôi. Thì khi mình làm cái chuyện đó được ấy, thì người dùng nhà mình sẽ người dùng Việt Nam mình họ cũng sẽ tiếp cận sâu hơn trên hệ sinh thái của Cardano. Đó. Và trong cái dự án đấy thì bọn mình cũng có muốn đưa cái thông tin đó, cái giáo trình, cái thông tin về lập trình của smart contract cho hai trường dạy nghề ở Việt Nam ở Hà Nội này và để xem là cái sự đón nhận của họ như thế nào. Thì đấy là sơ bộ về hai cái dự án của bọn mình. Cái mà mình muốn nói thêm hơn nữa mà ở đây thì cũng có rất nhiều anh chị em tìm biết và cũng rất nhiều anh chị em trong cộng đồng của Việt Nam ấy, thì cái phần này, phần số 6, mình sẽ có rất nhiều cái proposal, rất nhiều cái dự án của người Việt chúng ta. Thì ngay bây giờ, ngay lúc này cho đến ngày 30 tháng 8 là cái hết hạn đăng ký voting rồi. Thì cũng nhờ các anh chị em chúng ta ở đây
như anh chị em có những cộng đồng rất là lớn, nhất các thành viên trong đội nhóm của mình, trong cộng đồng của mình là đăng ký voting ngay từ bây giờ, không để đến quá ngày 30/8. Để sao? Bởi vì là các phiếu bầu của các bạn trong cộng đồng Việt Nam rất là quan trọng với tất cả các dự án của chúng ta. Chúng ta ở đây cộng đồng, có những cộng đồng hàng nghìn người, 2.000 người, 3.000 người, thì cái phiếu bầu của các bạn rất là quan trọng. Chúng ta vẫn biết rằng là cái phiếu bầu đó chúng ta sẽ bầu cho những cái dự án nào thực sự thấy hữu ích, thực sự là đóng góp giá trị cho cộng đồng. Nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị trước là cái số lượng người bầu cũng như cái phí chúng ta phải sẵn sàng. Thì cái việc mà tạo QR code và pin code ngay lúc này thì đấy là một trong những điểm rất quan trọng. Thì muốn nhờ các bạn lãnh đạo các cộng đồng truyền tải thông điệp đó đến những thành viên trong cộng đồng của chúng ta, để mọi người sẵn sàng để sau khi mà việc voting khi mà các đàn ông bắt được cho voting thì chúng ta chỉ việc là voting thôi đó. Thì đấy là sơ bộ về cái dự án của mình, cũng như là cái mà phía muốn truyền đạt với mọi người, và cũng muốn nhận được cái sự hỗ trợ của tất cả các anh chị em. Bước tiếp theo thì mình muốn nghĩ là anh em chị em chúng ta sẽ tổng hợp lại một cái file, tổng hợp lại những cái nhóm này, những cái dự án của chúng ta có. Sau đó thì ngay bản thân Tiến cũng vậy, sẽ đăng lên cái đội nhóm của Tiến, cái cộng đồng của Tiến. Và tương tự như vậy thì cũng rất muốn các anh chị em nhóm cộng đồng của anh chị em cũng chia sẻ tất cả các dự án đó cho cộng đồng của anh chị em chúng ta, để mọi người biết được là cộng đồng Việt Nam mình có những dự án này, và những cái dự án này nó giúp ích gì cho cộng đồng người Việt chúng ta. Hơn nữa thì chúng ta thấy rằng là sau này chúng ta còn làm những cái dự án mà nó không riêng gì ở Việt Nam nữa, mà là vừa có bên dưới Việt Nam, nên là rất cần cái sự cộng tác của tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Dạ, em rất là cảm ơn chia sẻ của anh Tiến ạ. Không gì, em cảm ơn. Dạ. Rất là vui vì có sự tham gia của anh Tiến cũng như là sự tham gia của mọi người. Thì hôm nay có thể là do cái dự án của mình cũng vừa kết thúc rồi, cho nên là cái sự hứng thú của mọi người với dự án Catalyst thì cũng không còn nhiều. Cho nên là hôm nay thì cái số lượng thành viên tham gia cũng không quá đông. Nhưng mà em tin là những người có mặt ở đây là những người thật sự quan tâm đến dự án và muốn tiếp tục phát triển cho dự án. Thì em thấy cái hai cái dự án của anh Tiến rất là hay. Khá là hay. Dạ. Thì em thì không thể vô được, tại vì em cũng chưa có đủ cái điều kiện để mà vô, tại vì nó yêu cầu mình phải có ADA trong ví. Thì em thì chỉ là mới vừa tham gia vào cộng đồng thôi, thì điều kiện là phải có đủ 500 ADA để mà vote. Nhưng mà hiện tại thì em cũng chưa có đủ điều kiện. Cho nên là những anh chị nào mà đang nắm giữ cái đồng ADA của mình đó, thì cái này là vừa, đây là một cái chiến lược win-win ha. Cả đôi bên cùng có lợi, ai cũng có lợi hết. Là cái người được vô cũng có lợi, cộng đồng cùng có lợi và mình cùng có lợi. Mình cũng sẽ có, thì nó sẽ phát triển theo cái hướng của mình muốn. Thì hiện tại cái dự án dịch đó thì em cũng thấy là rất là nhiều nhóm quan tâm đến cái dự án dịch, vì cái rào cản ngôn ngữ là cái rào cản lớn nhất mà làm cho mọi người không có thể nào hợp tác, cộng tác lại với nhau được hết. Cho nên là em rất là mong là mình sẽ, những dự án của mình đều sẽ được chấp nhận hết, và mọi người sẽ cùng nhau phát triển cái cộng đồng này. Dù những dự án này là riêng lẻ, nhưng mà em nghĩ là một ngày nào đó thì mọi người cũng sẽ có thể cùng ngồi lại với nhau để mà làm cho nó phát triển hơn nữa. Thì em rất là mong muốn có những chia sẻ của những anh chị đang ở đây ạ. Thì nếu mà mình có những cái ý tưởng thì mình có thể nói lên ạ. Mình có thể bật mic và nói ạ. Anh Hiếu, anh có chia sẻ gì không ạ? Cho anh có câu hỏi cho anh Tiến thôi. Dạ. Anh Tiến, anh cũng làm về phần lập trình à? Chuyên môn anh cũng về phần lập trình đúng không? Tiến thì làm chủ yếu về về hạ tầng nhiều hơn, nhưng trong đội nhóm mình có rất nhiều người biết về lập trình. Em hỏi kỹ hơn cái dịch ví Zoroi thì vâng, cái đó mình sẽ phải liên kết với cả cái đội mà lập trình ra cái đó để đưa thêm một tiếng Việt vào chứ đúng không? Chính xác ấy. Cái đấy thì thực chất là trong phần mềm nó chỉ là một cái file ngôn ngữ thôi mà. Trong các dự án mà mình đã từng làm ấy, thì cái đó nó chỉ là một cái file ngôn ngữ thôi. Khi mà cái phần mềm ấy, thì người ta đã định sẵn cái file ra rồi.
nó gọi là thường thường nó sẽ để một cái file giống như kiểu là language. Sau đó thì một cột này là tiếng Anh, một column này là tiếng Anh, một column kia là được sang một ngôn ngữ bản địa nào đấy. Thì trước hết là với vị Euro thì mình sẽ phải làm việc với Emigo. Xin phép Emigo là xin họ là trao đổi với họ là đấy, chúng tôi muốn đóng góp cho cộng đồng Việt Nam như vậy và chúng tôi có được cái dự án này thì chúng tôi sẽ tiến hành dịch và cho phép làm việc với họ. Họ sẽ cho mình, nếu đúng cái bài bản trong việc xây dựng phần mềm ấy, thì họ sẽ cho mình test trên hệ thống của họ trước. Mình như kiểu là mình test trên internet ấy, internet ổn rồi thì họ sẽ cho mình release ra một cái bản ngoài cho cộng đồng, cái bản là thực tế. Vâng, rất hay. Em nghĩ là cũng với rào cản sẽ phải làm việc với họ và đương nhiên phải sự đồng ý của họ nữa. Em nghĩ là kể cả cái Vote Catalyst ấy, cái app mà Vote thì chắc là mình cũng nên chuyển tiếp sang cái tiếng Việt. Nhiều khi Vote xong mà nhiều người đấy là mới vào họ cũng chả biết là Vote ở chỗ đoạn nào. Em nghĩ là ví do với cả phần Catalyst Vote app đấy cũng rất hay. Có câu hỏi nữa, ban nãy thì anh nói đến cái việc là sẽ làm việc với các cái trường để đưa các cái ngôn ngữ lập trình và mình cũng dịch, đúng không? Anh có thể chia sẻ sâu hơn một chút về cái này. Thật ra thì tiếng Anh có quan hệ với một số trường ở Hà Nội, ví dụ như là trường FPT, một số trường nữa ở Hà Nội, thì có một số anh chị em ở bên đó thì có thể trao đổi với họ rằng là thực ra thì đấy là một cái mà họ cũng rất là mong muốn. Bởi vì sao? Bởi vì xu thế lập trình blockchain anh em mình biết là cũng không thể tránh khỏi được rồi, đặc biệt là những anh em về đặc biệt là những trường dạy về công nghệ thông tin, thì cũng trao đổi với mọi người bên đó thì họ cũng nghĩ là đấy là một cái ngôn ngữ mà những ngôn ngữ lập trình trong cái nền tảng mới ấy, thì họ rất là đón nhận. Và nếu như mình dựng một cái lộ trình tốt, một giáo trình tốt, và quan trọng nhất là những cái bài toán thực tế mà giải quyết được cho họ thì họ sẽ cho mình làm. Cái smart contract thì em thấy là nó có mấy ngôn ngữ, thì anh sẽ định mình truyền tải những cái ngôn ngữ nào, hay là thông thường thì bây giờ cái đơn giản nhất, dễ làm nhất mà mọi người dùng giải quyết bài toán căn bản nhất là Merlot, sau đó thì mình lên mức advanced hơn đấy là Plutus. Cái Maslow thì em cũng có tìm hiểu trên web, thì các cái thông tin dữ liệu về cái phần đấy em thấy nó đang hơi ít, thì không rõ là mình có những cái nguồn tài liệu nào nó đầy đủ về cái ngôn ngữ đấy không ạ? Mình thì thấy có một vài trang cũng rất đầy đủ. Bạn có thể lên Udemy. Hiện giờ trên Udemy là một cái trang dạy, một cái trang học liệu của toàn cầu. Thì bản thân IOSK cũng đăng ký đã có một khóa quên đấy rồi. Nhưng khóa đấy thì nó hơi cũ một chút, nó hơi out of date một chút. Cái đấy thì hiện giờ là đăng ký miễn phí, mọi người có thể tham dự được, và nó có một cái structure, có một cái bố cục rất là đầy đủ. Trong đấy thì nó cả về Merlot, cả về Plutus. Sau đó thì cái thứ hai mà mình thấy nó đầy đủ hơn nữa là trong các video của La thì ông một cái anh em nào tham dự về Plutus Pioneer ở đây ấy, thì mọi người thấy là La sẽ trình bày rất đầy đủ những cái video của những khóa học. Ngoài ra thì trên cộng đồng mình nhiều lắm, trên website bây giờ bạn search cái đấy thì rất là nhiều luôn, rất nhiều ví dụ. Mà bản thân trên Cardano thôi ấy, cũng đã rất nhiều ví dụ rồi, mình chỉ cần đi hết trong ví dụ đấy là rất nhiều cái để hay để cho mọi cộng đồng làm rồi. Em thì mới xem về cái Maslow thôi, các cái ví dụ thì cũng đang chưa hiểu là đương nhiên Plutus thì nghe mọi người nói là rất là khó, ngay cả thầy Hùng đấy cũng học bảo rất là khó, thì đang không rõ là nếu mình chỉ ở cái ứng dụng cơ bản thôi thì cái Maslow nó có đủ đáp ứng cho mình trong cái smart contract không ạ? Cái đấy thì nó sẽ không giải quyết tất cả, nhưng mà đấy, chính vì là có những anh em mình cũng thấy rất nhiều người rào cản như vậy, thì vấn đề đấy là vấn đề của anh em mình phải giải quyết, vấn đề của những đội nhóm mình phải giải quyết. Bởi vì là anh em mình còn nghĩ nó khó thì có cộng đồng ngoài kia rất nhiều người nghĩ khó, và đấy cũng là cái thử thách mà mình phải vượt qua, mình nghĩ vậy. Ok, cảm ơn anh Tiến, em cũng hết câu hỏi, cũng khá nhiều cái thông tin mà anh chia sẻ thì cũng giúp ích cho em nghĩ là cũng
có một số người trong này nghe thì chắc các bạn cũng sẽ có những thông tin cơ bản. Cảm ơn anh, em sẽ post hai cái dự án mà anh đã gửi. Cảm ơn Hiếu. Nhờ Hiếu chia sẻ với cộng đồng giúp được nhiều. Em thì mới cá nhân thôi, mới tham gia được khoảng 3-4 tháng. Cũng ngày xưa thì cũng học về công nghệ thông tin, cho nên là cũng nắm bắt thì nó cũng nhanh hơn. Tuy nhiên là khi mà vào cái Catalyst này thì thấy khá là hay. Nhưng mà cái thời gian mình bỏ ra dành cho nó thì cũng đang hơi ít. Cũng có gửi một cái dự án đấy, tuy nhiên nó chỉ là những cái mà mình muốn trải nghiệm cái Catalyst nó như nào thôi. Chứ thực sự cũng chưa mong chờ. Cứ tập hợp lại hết đi Hiểu ạ, tập hợp với trên nhóm xong rồi mình sẽ đưa lên cộng đồng đọc. Không biết là anh em mình ở đây có nhiều người đăng ký ấy, thì mình có một cái kinh nghiệm như thế này. Mình thấy trong cái phần đăng ký proposal của Catalyst ấy, nó có một phần nó đăng cái link video lên đó. Nó hỏi các bạn là link của YouTube. Thì thông thường cái phần đấy mình sẽ nói bằng cả tiếng Anh và cả tiếng Việt trên đó để cộng đồng đều hiểu được. À ok anh, hôm nay em cũng vừa rồi thì đúng là có phần đấy thì em bỏ qua luôn. Bạn làm một cũng chưa làm chi tiết. Bạn làm cái video ngắn thôi, quay một cái video ngắn nó khoảng 3-4 phút, bởi vì là thường thường mọi người không thích đọc, không thích nghe dài. Thì mình giới thiệu bằng tiếng Anh khoảng phút rưỡi và giới thiệu bằng tiếng Việt phút rưỡi. Hoặc là có thể xây dựng trong khoản đấy, xong người đọc nghe được thì họ biết là mình làm gì. Vâng, rất cảm ơn anh. Mời em Mai tiếp. Dạ vâng, em rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Tiến ạ. Và của anh Hiếu thì đúng là em cảm thấy nếu mà mình có cái song ngữ đó thì có thể anh có thể viết cái video có thể viết tiếng Việt hoặc là có subtitle tiếng Anh hoặc là ngược lại cũng được. Thì nó cũng rất là hay để cho mọi người có thể tiếp cận được. Và em cũng đang nghĩ đến sắp tới có thể là mọi người sẽ giống như là nộp cái dự án bằng tiếng Anh nhưng mà mình sẽ kèm một cái link, ví dụ như link Drive gì đó, thì cái dự án nó sẽ được viết bằng tiếng Việt. Sau đó mình sẽ phổ biến cho cộng đồng của mình là mỗi cái link của người Việt Nam mình sẽ có một cái link Drive bằng tiếng Việt và mình bấm vào đó để mình đọc, để mà mình có thể hiểu hơn về cái dự án thì lúc đó mình sẽ vô dễ hơn. Thì đó cũng là một cách để mình làm ha. Tại vì để mà dịch luôn cả cái trang đó qua một cái ngôn ngữ khác á, thì em nghĩ là phải có đội nhóm của Cardano phải làm cái việc đó nữa. Cho nên là đó là một cách đầu tiên để mà mình có thể thu hút nhiều người biết đến cái dự án của mình hơn. Dạ rồi, thì em cũng mong muốn là có những anh Hiếu, thì anh Hiếu có nói là anh Hiếu có nộp một cái dự án lên, thì anh Hiếu có thể chia sẻ mình dự án của mình viết về cái gì không ạ? À, thực ra thì nó cũng đơn giản này, xuất phát từ việc COVID ở nhà nhiều quá. Còn nghe ông bà già với lại vợ nói là đi chợ thì mua rau củ thì thực ra thì nó cũng vẫn nhiều, chứ không phải thiếu hàng. Nhưng tuy nhiên là các cái sản phẩm đấy thì cũng không biết là nó tốt xấu thế nào. Có những sản phẩm phun thuốc sâu thì, hay là cái thuốc tăng trưởng đấy thì nó rất là nhanh. Một vài ngày là có thể đem... truy xuất các cái dữ liệu nguồn gốc của các cái sản phẩm rau củ quả đấy, mình cũng biết vội thôi. Thực ra thì nó cũng chưa hoàn chỉnh, cho nên chắc là ở các buổi sau chia sẻ thì nó sẽ rõ hơn khi mình điều chỉnh các cái tài liệu mình gửi đấy, mình chia sẻ nó sẽ rõ hơn, có thêm thời gian tìm hiểu. Có 2 buổi thôi thì đã gửi. Chắc buổi sau anh sẽ có thời gian sẽ chia sẻ nó kỹ hơn. Dạ vâng. Đấy, mục đích thì ban đầu nó chỉ là như vậy thôi. Dạ đúng rồi, thì đó là mình cứ thấy cái vấn đề gì nó đang nhức nhối á, thì mình cứ tìm giải pháp cho nó. Thì anh có thể chia sẻ cái link của cái dự án của anh vào nhóm á, thì có gì em sẽ tổng hợp lại, có gì để cho mọi người dễ tìm cái dự án của người Việt Nam mình hơn. Tại vì thật sự trên đó thì em cũng không thể biết được cái nào của ai, tại vì có thể mọi người dùng cái nickname hay gì đó khác, và cũng không có ai mà thật sự là không có thể không có viết chữ Việt Nam vào cái tiêu đề hết, có thể là nó về những cái vấn đề khác nữa. Nếu mà anh đã hoàn thiện thì anh có thể gửi cái link của mình vào cái nhóm Catalyst Việt Nam.
Ok, thì chắc tiện thì hỏi luôn anh Tiến tiếp. Đúng cao nhân ở đây phải hỏi ngay. Cái dự án mà em gửi thì đang muốn là các cái mình sẽ dùng các cái thiết bị công nghệ về IoT để kết nối của blockchain. Thì thực ra trong đầu em nghĩ thì như vậy thôi, còn thực tế nó kết nối nó như thế nào thì vẫn chưa hình dung mà không rõ, là anh Tiến có thể tư vấn hộ em được chỗ đoạn này. Thông thường thì IoT thì bạn sẽ đổ về đâu? Bạn sẽ đổ cái thiết bị đấy, nó sẽ về một cái server nào đấy đúng không? Vâng, bình thường IoT ví dụ trong nhà mình sử dụng ấy, thì nó sẽ về cái server, hoặc là có những cái app có thể xây dựng. Thì FPT thì nó có cái camera chẳng hạn, thì các cái dữ liệu nó đổ về đấy. Đấy thì em là làm thế nào để nó kết nối với blockchain để có thể dữ liệu nó sẽ cập nhật lên blockchain? Dữ liệu vứt trên blockchain xuống thì mình sẽ có một số cách để mình sẽ đẩy nó vào trên đó. Cái đơn giản nhất, sau này cái bản thân như là ví Euroi của mình, ví Euroi của mình sau này nó cũng sẽ có cái Dias connector để mọi người làm cho tiện. Nó biến thành những nó còn có những cổng connector để mọi người làm. Hoặc là nếu như mà Hiếu để ý kỹ trên trên website, trên cái phần này cũng sẽ có một số làm một cái giao diện để mình có thể là đẩy dữ liệu từ từ server của mình vào được. Em thì em muốn là nó kết nối thẳng với IoT, bởi vì lúc đấy là cái dữ liệu nó có cái tính gọi là xác thực hơn ấy, nó tin tưởng hơn ấy. Nhiều khi đẩy vào server thì nó vẫn là một cái trung gian, và khi trung gian đấy thì cái server đấy mình có thể sửa đổi được cái dữ liệu ấy, thì đôi lúc là đến cái người dùng cuối thì họ lại không có cái độ tin tưởng. Có nghĩa là từ thiết bị của IoT mà đi thẳng vào trên nền tảng blockchain luôn đấy hả? Vâng. Thế thì sẽ phải vai trò của cái mình vẫn phải có một cái thiết bị nào đấy để đóng vai trò một cái nốt nào đấy để update dữ liệu lên blockchain được. Có nghĩa là bạn vẫn phải chạy một cái nốt nào đấy, ví dụ như là bản thân nếu bạn dùng ví Dedalus thì ví Dedalus cũng là một cái nốt đầy đủ. Mình chưa được xem kỹ là video Dedalus nó có cái tính năng đấy không, nhưng mà kiểu gì thì kiểu bạn phải có một cái nốt để chạy để nó làm cổng tương tác với bạn, chứ không thể là không có cổng tương tác trung gian được. Vâng, đấy, em cũng đang lúc mà viết dự án thì cũng hơi lăn tăn cái chỗ đoạn đấy. Còn cái việc khi mà mình dữ liệu đã lên blockchain rồi thì các cái app mà mình muốn lấy dữ liệu về thì em nghĩ là nó sẽ đơn giản hơn. Nó vẫn phải có một cái gateway nào đấy, nó phải có một gateway nào đấy. Cái này cho mình chia sẻ chút cho bạn Hiếu. Vâng, thì thực ra cái nốt như anh Tiến vừa nói ấy, thì nó cũng đơn giản thôi. Em dùng các thiết bị IoT ấy, bản chất nó cũng là một cái máy tính. Nó có cấu hình, ví dụ như cái Raspberry ấy, là hoàn toàn là xây dựng được thành một cái nốt. Mình đang chạy một cái nốt, một cái pool của mình cũng chạy trên cái Raspberry ấy. Raspberry mà chỉ bé bằng 3 đầu ngón tay này. Thì hoàn toàn là có thể sử dụng ngay cái thiết bị gọi là IoT của em. Sử dụng luôn cái thiết bị gọi là Raspberry ấy để làm một cái nốt, xong là lấy dữ liệu em cắm, có thể cắm camera vào đấy. Xong mình viết lập trình cho nó, mình quét QR code trên các cái sản phẩm rau củ quả của mình thì nó update ngay trực tiếp vào cái hệ thống blockchain của mình luôn. Đấy là chỉ nhỏ xíu thế thôi. Đây là Raspberry Pi. Ba đầu ngón tay thôi. Nó bằng hoàn toàn nó là có thể xây dựng nốt của mình. Mà cái này anh có thể gõ camera các thứ vào đấy luôn. Để gõ tên của cái sản phẩm đấy vào phần chat hộ em được không? Để em sẽ tìm hiểu thêm. Thật ra thì bọn em cũng làm về công nghệ, cũng ví dụ như các cái thiết bị mô đen. Nó gọi là cái máy tính internet. Em ơi, cái nó là máy tính mini ấy, nó rất nhiều loại máy tính mini. Cái Raspberry ấy là anh làm lấy một ví dụ là máy tính thôi. Nó có rất nhiều, em cứ qua tra máy tính mini ấy, nó sẽ ra rất nhiều, nó chỉ bé như thế thôi. Nó có cấu hình, ví dụ RAM 8GB, hiện tại giờ RAM 8GB,
khoảng 2 co là đã đủ chạy được rồi. À dạ. Ừ. Và em cảm ơn anh. Cái hệ thống của Cardano nó rất nhẹ. Nó không giống như các cái hệ thống khác. Và môn lập trình thì em không theo đuổi. Tuy nhiên là về các cái phần xây dựng các cái hệ thống, các cái sơ đồ thì em cũng đang thích thú về phần đấy. Cảm ơn hai anh đã chia sẻ, em cũng có thêm cái thông tin để em tìm hiểu tiếp ạ. Mời em. Dạ em giới thiệu lại với mọi người, có thể là mọi người chưa biết em thì em là Tinh My, tại vì cái tên ở trên này em để là để cho những cái thành viên nước ngoài đọc đừng có đọc nhầm thành chữ chữ Mai á, nhưng mà tên tiếng Việt của em là My. Dạ có gì thì mọi người cứ gọi em là My ha. Dạ thì ok em My rồi, anh nhớ rồi. Dạ, dạ vâng, em cảm ơn anh. Thì hôm nay cái phòng họp của mình cũng không có đông người, cho nên là em cũng muốn biết rõ hơn về mọi người á. Thì nãy anh Tiến đã giới thiệu rồi, anh Hiếu cũng đã có nói rồi, thì em không biết anh Nguyễn Hiếu có thể giới thiệu về chút về bản thân mình được không ạ? Rồi, xin chào mọi người. Thì mình tự giới thiệu mình là Hiệu, Nguyễn Hiệu. Anh Hiệu, dạ. Yeah. Thì đang làm việc ở ngoài Hà Nội. Thì mình cũng tiếp cận với cả Cardano thì cũng năm 2018. Đến bây giờ cũng đầu tiên là dạng đầu tư thôi, thì cũng tìm hiểu sâu về kỹ nó. Và trong năm 2020 rồi thì mình cũng đã tìm hiểu sâu hơn và đã thiết lập được cái gọi là pool gọi là stake cho mọi người ở đấy và đóng góp vào một cái nốt, đóng một nốt cho cái cộng đồng Cardano của mình. Thì mình là tên gọi là điện tử viễn thông, nhưng mà cũng chuyên về lập trình cái lập trình smart contract blockchain, thì vậy là cũng tham gia vào các cái cộng đồng này để đẩy mạnh cái sự phát triển của Cardano. Mình thấy Cardano là một cái nền tảng tốt hơn hẳn các cái nền tảng khác như Bitcoin hay là Ethereum. Vì vậy mà mình cũng rất vui được gặp các bạn ở đây. Xin cảm ơn. Không có tiếng em ơi. À, mọi người nghe được chưa? Anh nghe được chưa anh? Được rồi em ạ. Dạ vâng. Thì em rất cảm ơn những cái chia sẻ của anh, và em cũng rất là mong muốn là mình có thể phổ biến cái dự án này cho đến cái cộng đồng của mình, để mà mọi người có thể biết đến dự án Catalyst nhiều hơn. Tại vì cái quy trình để mà nộp dự án thì nó cũng không khó khăn, quan trọng là cái ý tưởng và cái khả năng thực hiện của mình thôi. Cho nên là ai cũng có thể bắt đầu làm về dự án hết. Và nếu mà anh Hiệu có quan tâm thì có thể từ những cái phân sau, phân 7, phân 8 thì nó sẽ cứ liên tục như vậy, thì anh có thể nộp dự án để cho phát triển cái pool của mình, hoặc là phát triển một cái ý tưởng nào đó. Rồi, cảm ơn. Dạ vâng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thì rất là hy vọng mọi người có thể cùng tham gia nhiều hơn nữa. Mọi người có thể tham gia, tại vì nó sẽ được tổ chức hàng tuần. Nó sẽ được tổ chức hàng tuần. Thì team dự án Catalyst sẽ cố gắng tạo ra những cái chủ đề thú vị để mọi người có thể cùng gặp gỡ nhau, để mà có thể trao đổi với nhau nhiều hơn. Dạ vâng. Thì em có thấy anh Cường Trần mới vào nhóm. Anh Cường, theo em biết thì anh cũng có một cái dự án cho trên IdeaScale. Thì em không biết hôm nay anh có tiện chia sẻ với mọi người không ạ? Chào My và chào mọi người. Xin lỗi, mình có việc nên vào muộn một chút. Dạ vâng.
Thì thực ra là mình có bốn cái dự án thôi, chứ không phải là một. Wow. Nhóm mình có bốn cái dự án. Yeah. Thì anh có thể chia sẻ những cái ý tưởng dự án của mình đang thực hiện không ạ? À, tức là có chứ, mình sẵn sàng thôi. Bởi vì đúng cái này là trước đó mình cũng trình bày trên nhóm một chút rồi. Dạ, thì hôm trước là anh Nam đã giới thiệu đúng không anh? Anh Cường với anh Nam là cùng một team đúng không anh? À không, mình không phải là, mình không biết bạn Nam. À, tại vì anh bên team anh Nam cũng có một anh tên Cường, cho nên là em bị nhầm. Dạ, dạ. Thì anh có thể chia sẻ những cái ý tưởng của bốn cái dự án của mình cho mọi người không ạ? À, được. Yeah. Thế thì mình xin phép nhé, mình vào muộn mà tự dưng lại được được cơ hội mình nói chuyện như này. Thực ra thì cái mình có bốn cái đề xuất với bên Calyst. Thì trước hết là cái đề xuất thành lập cái trung tâm thông tin về Cardano tại Việt Nam. Mình cứ tạm gọi như thế đã. Có nghĩa là như này, có nghĩa là trước giờ thì hầu hết các nhóm làm tự phát thì mình không có một cái kho để mình lưu trữ toàn bộ những thông tin ít nhất là cơ bản đi liên quan đến Cardano để cho mọi người có thể vào tham khảo. Cái kho đấy thì mình cứ hình dung là nó có website này, có kênh YouTube, mọi người có thể cập nhật toàn bộ những thông tin, nhưng mà chỉ về Cardano thôi nhé, không có những cái dự án khác nhé, cũng không có liên quan đến kinh tế này kia cả, chỉ có Cardano thôi. Thì mình Việt Nam mình đã không có những cái trung tâm như thế, thì mình muốn thành lập một cái trung tâm thông tin. Thì đấy là cái ý tưởng đầu tiên. Trước giờ thì cái nhóm mình có một cái nhóm là cái nhóm Cardano Việt Nam, thì anh em hoạt động từ năm 2017 đúng không? Tháng 12 năm 2017 rồi, nhưng mà mọi người chỉ có chia sẻ kiến thức rồi thì thông tin trên Telegram thôi, chia sẻ trực tiếp trên đó, chứ mình không có những cái trên website hay trên YouTube để mọi người có thể vào, mọi người tra cứu dễ dàng. Thì bây giờ mình sẽ làm cái việc đấy. Cái ý tưởng số 2 là mình sẽ có một cái khóa chia sẻ kiến thức về Calyst bằng tiếng Việt. Cái khóa này thì như mình có đề xuất với lại trước đây mình có nhắc trên nhóm ấy, thì với cái đầu tiên thì mình sẽ dịch toàn bộ những thông tin liên quan đến Calyst toàn bộ từ trước đến giờ. Theo như kinh nghiệm của mình đã tham gia từ cái fan 2 từ khoảng tháng 12 năm 2020 đến bây giờ, thì nhóm mình vẫn theo các dự án bên Calyst. Thì mình sẽ dịch, sau đó mình tổ chức các buổi chia sẻ trực tiếp trên cái nhóm Cardano Việt Nam. Cái ý tưởng số 3 là mình sẽ tạo ra một cái hướng dẫn đánh giá đề án Calyst. Ở đây mình nhìn thấy có anh Hiệu và anh Tiến. Trước đây thì mình có còn có cả anh Đức, rồi thì một số những anh em bên nhóm Fimi mình cũng có làm việc cùng trong cái bản đó, nhưng mà bị giang dở. Mình là người cũng viết cái bản thảo đó và trình bày với anh em, nhưng mà về sau giang dở thì mình không làm cùng được nữa. Thì bây giờ mình làm riêng và mình kết hợp lại với cái nhóm cũ của mình là nhóm Cardano Việt Nam để làm ra cái bản đó, cái bản hướng dẫn mọi người đánh giá. Bởi vì theo cái khảo sát của mình nhé, mình đã từng gửi khảo sát lên cộng đồng thì có khoảng đến 89% mọi người không biết cách bỏ phiếu. Thế thì không biết cách bỏ phiếu thì mình điều tra lại thì thấy là một phần là do tiếng Anh mình không biết, chẳng hạn không đọc được những cái đề án. Hai là họ không biết cách. Thì không, khi không biết cách như thế thì mình phải làm sao hướng dẫn cho mọi người cái cách để mình có thể đánh giá được cái đề án như thế. Thì mình và nhóm cũng đang xây dựng cái công việc đó. Cái ý tưởng số 4. Ý tưởng số 4 là mình muốn, đây mình đợi bận một chút, mình nhớ lại cái đó. Cái ý tưởng số 4 của mình là thành lập một cái câu lạc bộ khởi nghiệp liên quan đến công nghệ trên nền tảng Cardano tại Việt Nam. Mình cứ hình dung đơn giản là bây giờ nhé, là cộng đồng bây giờ về phía Cardano ấy thì họ đang có một nguồn vốn, một ngân khố rất là dồi dào, trong khi bên cộng đồng mình thì có những người mà luôn sẵn sàng có những ý tưởng, sẵn sàng đón nhận những cái thách thức nhưng mà lại chưa biết cách tiếp cận nguồn vốn đó.
Anh Cường hình như là anh bị mute rồi á. Anh bị tắt âm rồi. Mình vừa bị đẩy ra. Thì chắc là mọi người đang nghe đến cái đoạn mà thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp đúng không? Dạ đúng rồi. Thì mình cũng có một ý định là thành lập một cái câu lạc bộ khởi nghiệp ngay trên cộng đồng Cardano của mình. Đang có khoảng 1.700 người thì mình có thể kêu gọi. Thì mình thấy là cái ngân phố của bên phía Cardano rất là dồi dào. Hiện tại bây giờ với cái giá bây giờ nó cũng rơi vào khoảng tầm 1,5 tỷ đô. Theo như mình biết thì khoảng 1,5 tỷ đô. Thì ngân phố dồi dào như thế mà mình lại không tận dụng để mình có những cái ý tưởng mình có thể kết hợp xin cấp vốn thì là hơi lãng phí luôn. Cho nên là mình mà cộng đồng thì theo dõi nhau cũng rất là lâu rồi, cũng nhiều anh em có ý tưởng nhưng không có tiền, nói thẳng ra là như thế, thì không có lý do gì mình không tiếp cận cái nguồn vốn đó cả. Thì một số anh em là họ có ý tưởng nhưng họ lại không biết cách tiếp cận, hoặc là họ không biết tiếng Anh, hoặc là không biết những kỹ thuật, hoặc là không có những thông tin cơ bản liên quan Cardano, cho nên họ rất là khó để tiếp cận nguồn vốn đó. Thì có thể là mình cùng nhau mình làm thì sẽ được thôi, chứ là một người làm thì không, rất là khó, cùng nhau làm thì được. Thì chính vì như thế cho nên là mình thì là người chăm sóc cộng đồng mà, cho nên mình hiểu những cái đó của anh em, bởi vì rất nhiều người nhắn tin riêng cũng hỏi này hỏi kia. Thì từ những cái đó mình tổng hợp lại thì mình thấy là cần thiết phải làm những cái việc như thế. Thì đấy là bốn nói qua thôi, là bốn cái ý tưởng. Thì sắp tới chắc là trong tối nay mình cũng sẽ gửi lại link trên nhóm Cardano Việt Nam, thì có thể nếu mà một số anh em trong nhóm đó thì cũng sẽ tìm hiểu được, cũng sẽ đọc được kỹ cái bản đó của mình. Trên đấy mình cũng gắn link tiếng Việt, có cả phần tiếng Anh lẫn tiếng Việt cho mọi người có thể tham khảo. Mình xin bấy nhiêu thời gian thôi, cảm ơn bạn. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Cường ạ. Thì hiện tại thì em cũng đang mong muốn là có thể tổng hợp lại tất cả những cái dự án của người Việt Nam mình đó. Thì nếu mà được anh có thể chia sẻ link lên trang lên Telegram Catalyst Việt Nam á, thì để cho mọi người có thể tiếp cận dễ hơn, mọi người có thể đọc tất cả những cái dự án của người Việt Nam mình luôn, và có thể vô và để mà yes, để ủng hộ cho người Việt Nam mình. Ok, mình sẽ gửi lại trên nhóm đó. Chứ còn đâu ở đây thì mình cũng nhìn thấy anh em hầu hết là cũng trong nhóm Cardano Việt Nam rồi. Dạ. Yeah. Ừ, mình sẽ gửi trên đấy. Mi cũng trong nhóm Cardano Việt Nam đúng không? Dạ đúng rồi. Mình cũng thấy là có. Dạ. Yeah. Ok. Mình sẽ gửi lại trên nhóm Catalyst. Em cũng vừa mới vào cộng đồng của mình vừa mới đây thôi, và nghe những cái chia sẻ của mọi người thì em rất là bất ngờ, tại vì mọi người có những cái dự án rất là lớn, thực sự là những cái dự án này rất là lớn và nó có những cái sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng đồng thực sự. Tại vì các anh là cũng có những cái sức ảnh hưởng cố định, những cái ảnh hưởng sẵn và đã tham gia từ rất là lâu rồi, cho nên là em nghĩ là với cái dự án này thì mình sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa, sẽ phát triển rất là nhanh luôn. Cảm ơn bạn. Dạ vâng. Thì có thể thì em sẽ chia sẻ những cái ý tưởng của mình đến cái phòng họp phía đông để cho mọi người có thể cùng tham khảo. Và sau đây em cũng muốn mời thêm vài anh chị có thể chia sẻ. Em thấy có một cái nick là tên Tân ạ. Anh có thể giới thiệu về mình đúng không ạ? Xin chào Mia, mình thì là đồng nghiệp của anh Tiến, trong công ty của anh Tiến. Yeah. Thì mình cũng đang tham khảo các dự án của Cardano, với lại xem thử tất cả các cái ecosystem nó ra như thế nào ấy. Thì mình cũng đang làm việc với anh Tiến trong rất là nhiều dự án này nọ kia. Thì em có câu hỏi cho anh Tiến một thứ tí là anh có cần tắt hoay của cái ví Yoroi không anh? Kiểu như họ làm việc như nào, cái luồng công việc của họ như nào để mình có thể cần tắt họ nhanh hơn, để đẹp nhanh hơn ấy. Emugo à, giới thiệu với mọi người, giới thiệu thêm với mọi người là em là develop DevOps Engineer, cũng là một kỹ sư lập trình. Rồi, Tiến nói đi anh. Anh có contact point của Emugo. Anh cũng chưa nói chuyện với họ đâu, nhưng anh nghĩ là với tất cả những gì mà mình, anh thì em vẫn tin là với cái chủ đích của mình tốt như vậy, và cách làm mình khẳng định được cái làm đúng của mình, thì họ sẽ đồng ý thôi.
Vâng, em thấy cũng ấy, tại vì thường những cái cộng đồng lập trình mà những cái ứng dụng mà được cộng đồng quan tâm và được cộng đồng phát triển ấy, thì họ rất là welcome những cái đóng góp từ cộng đồng. Hơn nữa là Việt Nam không phải là người đầu tiên, Việt Nam không phải là đơn vị đầu, anh em mình không phải đơn vị đầu tiên để gọi là localize cái ngôn ngữ đó. Ở Pan vừa rồi mình đã thấy là cộng đồng như là Cộng hòa Séc của một số các người đã làm localize cái ngôn ngữ đó sang ngôn ngữ Séc này, ngôn ngữ Slovakia này, họ cũng làm đã làm rồi, thì họ đã được Pan rồi thì anh nghĩ là sẽ có cách để mình đi. Nếu mà đi khó quá thì nhờ em Mi với mọi người. Có gì cứ liên hệ với em. Em không chắc có thể hướng dẫn mọi người đi đâu, nhưng mà có thể làm cho mọi người đi một cách vui vẻ hơn. Ok. Anh Tân có câu hỏi gì nữa không ạ? Mình không. Thì với những cái dự án của anh Cường á, thì em không biết mọi người có muốn hỏi gì nữa không ạ? Thì em thấy lần trước Thiêm có nói là những cái dự án lớn của mình á, thì tốt nhất là mình nên chia nhỏ nó ra và mình nộp lần lượt. Có nghĩa ví dụ như một cái dự án của mình quá lớn đi thì nó có 4 giai đoạn, thì mình lần này mình nên chỉ nộp một giai đoạn và chia những cái giai đoạn sau cho phân sau sau nữa. Thì giống như là mình sẽ làm lần lượt. Chứ mình nếu mà để cho một cái giai đoạn lớn quá thì khi mình yêu cầu cái phân đó thì người ta sẽ khá là nghi ngờ về cái khả năng khả thi của nó. Cho nên là nếu mà mình tách nó ra, mình nộp thì em nghĩ là nó sẽ dễ hơn, với cái tiền mình yêu cầu á, nó cũng sẽ dễ được đáp ứng hơn. Dạ đúng rồi, dễ được chấp thuận hơn nữa. Cho nên là nếu mọi người có những cái dự án lớn thì mọi người chia nhỏ ra thì em thấy nó sẽ có lợi cho mình hơn rất là nhiều. Và Cường ơi, Cường ơi. Dạ. Có thể em vào muộn một chút, thì anh đang lúc nãy có nói với cả nhà là cái theo em nhớ là 30 tháng 8 này là bắt đầu đóng cái việc đăng ký trên ví rồi đúng không? Đăng ký voting tình nhé. 30/9 anh ạ. 30/9 à? 30/8 đó. 30/9. À 30/9. Thì chắc là em được phải nhắc cộng đồng mọi người là đăng ký trước, vì là tại anh thấy là cái số lượng dự án của Việt Nam anh em mình đông phết đấy. Anh nghĩ phải hơn chục dự án là ít. Vâng có. Nhờ em nhắc với cộng đồng, hay nữa là anh em sẽ tập trung lại để có cái danh sách tất cả những dự án của Việt Nam nhà mình, không thì sẽ lan tỏa tất cả cộng đồng mà anh em mình quản lý á, để mọi người biết được, mọi người sẽ voting, mọi người xem, mọi người voting. Em muốn chia sẻ một cái điều này như sau, thì cái này cũng đang thực hiện. Thì đầu tiên là vào phần số 7 thì nó sẽ có một cái hạng mục riêng cho phần dịch là phần đa ngôn ngữ. Cho nên là nếu mà mọi người có những ý tưởng về dịch thì phần số 7 sẽ có một cái hạng mục riêng cho nó, và cái quỹ của nó cũng rất là nhiều. Em quên mất là bao nhiêu rồi, nhưng mà cũng khá là nhiều ha. Thì rất là tốt, mình có rất là nhiều cái dự án dịch, thì em nghĩ cộng đồng mình có thể cùng làm với nhau. Và thứ hai nữa đó là hiện tại em đang làm việc với cái bên phòng họp của bên phía đông này, thì họ đang có một cái phần mềm dịch rất là ổn, đó là dịch trên Crowdin. Thì em không biết mọi người có biết về Crowdin không ạ? Anh chưa biết cái đó. Dạ vâng, đây để em chia sẻ cho mình. Dạ vâng, đây là một cái rất là hay ha, với một cái người ok, đây để em chia sẻ về Crowdin cho mọi người. Mọi người thấy màn hình chia sẻ của em không? Mọi người có thấy màn hình chia sẻ? Có em ạ, có. Dạ vâng. Thì cái Crowdin này là mình có thể dịch trực tiếp luôn nha, có nghĩa là mình sẽ input cái tiếng Anh vào và mình dịch trực tiếp vào tiếng Việt. Thì cái này thì em đang dịch những cái bài gọi là những cái bài hướng dẫn cơ bản thôi. Đây ví dụ ở đây nó, mọi người có thể vào cái trang này và mọi người có thể dịch luôn.
mọi người hãy đóng góp để mà dịch luôn nha. Thì sau này mọi người hãy dùng cái công cụ này để mà mình dịch. Đây em sẽ vào cái Việt Nam ha. Ví dụ như ở đây em có dịch một cái là Grow is Asia, là cái này em dịch cái dự án của Steve lúc nãy mình vừa gặp đó. Thì nó sẽ có hai màn hình như sau. Ở đây thì nó sẽ có hai màn hình như sau. Ví dụ như cái này em xóa đi ha. Thì nó sẽ đầu tiên nó sẽ hiện cái tiếng Anh. Máy em hơi chậm. Mọi người thông cảm. Đầu tiên là nó sẽ hiện tiếng Anh ở bên cái cột bên này. Sau đó thì mình sẽ dịch bên này. Mình sẽ dịch, mình đánh tiếng Việt bên này đó, thì bên kia nó sẽ hiện qua. Bên kia nó sẽ hiện. Ví dụ như đây nó cũng sẽ có để luôn đề xuất, thử thách, phân bảy, Grow it Asia, Grow Cardano. Thì em cứ dịch dài dài xuống thôi. Thì mỗi lần dịch đó thì nó sẽ, ví dụ như chỗ này em chưa dịch nè. Ví dụ như chỗ này đi, nó sẽ chỗ nào dịch rồi nó sẽ hiện màu xanh, chỗ nào chưa dịch thì nó sẽ hiện màu. Đây là mình cứ dịch xuống nha. Ví dụ như là đưa cho họ cơ hội gì đó, đưa ra những cơ hội gì đó ha. Mình dịch thì nó sẽ dịch trực tiếp ở bên này luôn. Mình dịch xong thì mình bấm save. Ok, mình bấm save. Ví dụ như có những cái lỗi về chấm phẩy gì đó thì nó sẽ sửa cho mình luôn. Đó, thì ví dụ như này. Rồi sau đó sẽ có một người giống như là cái người mà làm ra cái trang này á, người ta sẽ vào, người ta sẽ check, gọi là QA đó. QA thì thường là để check spelling, để check câu đó, check kiểm tra xem cái câu đó đã dịch đúng hay chưa. Thì sẽ có một đợt gọi là chấp thuận nữa, là mọi người có thể cùng vào dịch. Ví dụ như mọi người có thể tạo ra cái trang này, sau đó mọi người kêu cộng đồng vào dịch. Dịch sau đó thì mình sẽ là người kiểm tra lại, hoặc là mình sẽ thuê những cái người có kiến thức để mà kiểm tra lại coi cái dịch đó đúng chưa. Thì nó sẽ theo cái format này luôn, có nghĩa là sau đó mình có thể cái này thì sẽ được làm ở bên trang, những cái trang mà viết phần mềm, giống như là những anh mà học lập trình viên thì mình có thể biết đó là cái trang Markdown á. Mọi người hướng dẫn cho em là cái trang Markdown MD, thì mình có thể lên đó mình em vào lộn mail. Ok, thì để em chia sẻ cho mọi người cái. Nhưng mà trước khi thì em nói cái này thì mọi người có thấy cái này có tiện không ạ? Cái này em thấy rất là hay luôn. Thì sau đó mình có thể copy và mình có thể post vào những cái trang nào mà mình đang làm đó, hoặc là em không có rành về lập trình cho nên là em không biết là cái này mình dịch xong á mình có thể kiểu như mình, tại vì phía bên trái nó giống như là cái code vậy đó, thì mình có thể để nó vào những cái trang web á, và mình có thể bấm là dịch sang tiếng Việt, dịch sang tiếng Anh gì đó, mình có thể dịch cả trang web luôn. Để như thế này á, thì cái này là trang thử nghiệm thôi, nhưng mà mọi người có thể vào dịch. Để em qua coi cái trang mới trao, cái trang mà mọi người. Okay. Em không biết nó nằm ở đâu. Nhìn cái. Alright, dạ đây là cái này đúng rồi. Ok, thì hi team. Yes, me. Do you remember the email that Robert sent the markdown for us? Which one is it? I will look. So, mọi người đợi em chút xíu, tại vì. Can you send it through the chat? Can you send it through the chat? If I find it, yeah. Okay. I remember it. I actually don't remember receiving it. Ah, here.
saw it. Mm. Perfect. Okay. Thì em thấy những cái lập trình viên ở nước ngoài á, người ta đang sử dụng cái trang này á, để mà sau đó họ sẽ nhúng cái trang này vào cái crowding, rồi sau đó họ sẽ dịch, họ sẽ thuê người dịch tự động như vậy. Thì nó sẽ tiện hơn rất nhiều là mình dịch giấy, dịch thủ công từ ví dụ một bài Word sang một bài Word, sau đó mình phải ngồi chỉnh format này kia nữa thì nó rất là cực. Thì cái này nó sẽ auto qua luôn. Ồ sao nó không chạy vậy ta? Nó không chạy. Không biết là đúng không nữa. Em sẽ đánh cái tên của cái... Em sẽ đánh cái tên của ở đây. Mọi người có thể tìm hiểu thêm à. Markdown, cái này giống như là một trang lập trình cơ bản để mà mình cũng là thể hiện từ một cái trang code qua một cái trang web page vậy đó. Rồi. Oh no. Hi team, I think it's a wrong site. Bye. Okay. Oh here, ở đây có một cái nữa. Em hy vọng là nó đúng. Oh, pay not found. À, đây rồi. Thì ví dụ như đây là một cái bài. Mình sẽ post lên trang thì nó sẽ như thế này. Thì để viết cái này thì Hi team. Hey team, are you there? I'm here, yeah. Yeah, so how can we switch it to the page that this is on GitHub. This is on GitHub. Mm. Yes. Okay. I don't know how to access the Markdown page. My gosh. We can send a link later. Yes. Yeah, yeah. Yes, yeah, yeah. Để không làm mất thời gian của mọi người thì đây là cái em chia sẻ với mọi người ha. Thì những cái nước khác họ đang làm như vậy á thì có thể mình tham khảo và mình có thể ứng dụng vào cái hệ thống của mình á. Hiện tại mình đang có những cái dự án dịch đó. Thì em nghĩ cái này rất là hay. Em sẽ chia sẻ luôn cái link đây, em sẽ chia sẻ luôn cái link cho mọi người ha. Đây ta. Để mình có thể vào tham khảo. Mi chat vào trong cái nhóm Telegram rồi. Anh cũng muốn lịch anh phải rời phòng họp này bây giờ. Cảm ơn. Dạ vâng. Cảm ơn cả nhà. Dạ vâng, chào anh. Thì có thể em sẽ chia sẻ cái link này sau cho mọi người ha. Thì bây giờ cũng mọi người có muốn chia sẻ thêm những gì nữa không? Và mọi người có muốn tuần sau mình sẽ nói về cái vấn đề gì không? Thì tuần sau sẽ có Steve đến tham dự và Steve sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái CA của mình, cái hành trình làm CA của mình. Nếu mà mọi người không có câu hỏi gì thêm thì chắc em sẽ dừng phòng họp ở đây và hẹn mọi người vào tuần sau, và rất là mong nhận được những cái link dự án của mọi người để có thể để mọi người có thể cùng nhau vote cho cái link của mọi người cho những dự án mới. Ok. Hi team, so I think it's time we say goodbye now. Ok. Yes. Awesome. Okay. Em rất là cảm ơn. Thank you everybody for showing up. Yes, cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Chúc mọi người ngủ ngon. Okay. Cảm ơn em và mọi người nhé. Bye bye mọi người. Dạ, bye bye anh Cường. Bye bye anh Hiệu. Bye bye Long. Bye Ngọc.
Jimmy hình như càng ngày hình như càng ít người tham gia ấy chị, đúng không? Đúng rồi. Tại vì mọi người có vẻ mọi người đã nó qua cái đợt tại vì cao. Đúng rồi, thì sắp tới thì chắc có thể là sẽ cao trào hơn, tại vì mọi người cũng đã biết cách làm mà, cho nên là mọi người có thể sẽ không cần tham gia nữa. Nhưng mà nếu mà mọi người muốn chia sẻ gì đó thì mọi người vẫn có thể đến. Cảm ơn anh Hiệu, em chào anh. Chào anh, chúc anh ngủ ngon. Vậy thì em xin phép dừng ghi ở đây.